Những người tuyệt đối không nên ăn bánh trung thu, nếu cố ăn sẽ phải hối hận. Bánh trung thu có thành phần chính là bột, đường, bơ, mỡ lợn, v.v. Chính vì vậy, bánh trung thu có độ béo và ngọt rất cao, không thích hợp với nhiều người. Theo các chuyên gia, việc ăn bánh trung thu không rõ nguồn gốc, nhập nhèm về nhãn mác, thành phần, rất dễ là bánh bị tồn dư hóa chất công nghiệp, có thể gây ngộ độc cấp tính như đau bụng, buồn nôn. Nguy hiểm hơn, nó còn tích tụ dần vào cơ thể, gây nên những ảnh hưởng cho sức khỏe sau này, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Theo các chuyên gia, người có dấu hiệu sau đây cần cân nhắc khi ăn bánh trung thu. Người bị bệnh tiểu đường. Những người bị thừa cân, tăng mỡ máu, cao huyết áp, bệnh mạch vành nên hạn chế hoặc tốt nhất là tránh dùng bánh trung thu. Ăn cùng lúc quá nhiều bánh trung thu có thể khiến bệnh xơ vữa động mạch trở nên tồi tệ hơn, gây đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Những người mắc các bệnh như viêm túi mật, sỏi mật, viêm dạ dày, cao huyết áp, cholesterol cao, bệnh nhân tim mạch, v.v. không nên ăn bánh trung thu, thậm chí với các loại bánh quá ngọt hay có đậu phộng. Các loại hạt khi ăn quá nhiều sẽ làm tăng gánh nặng cho chức năng lưu thông máu, làm mệt tim, thậm chí gây nhồi máu cơ tim. Còn đối với bệnh nhân bị loét dạ dày và tá tràng, ăn bánh trung thu có thể thúc đẩy bài tiết axit dạ dày, làm cho bệnh trầm trọng hơn. Việc chữa trị càng trở nên khó khăn. Những loại bánh mặn không thích hợp cho những ai viêm thận vì nồng độ muối cao. Người muốn giảm cân. Thành phần chính của bánh trung thu là bột, đường, bơ, mỡ lợn, vỏ của các loại bánh trung thu truyền thống cũng như các loại nhân đậu, nhân hạt sen, v.v. đều được tẩm ướp rất nhiều mỡ và đường. Chính vì vậy, bánh trung thu có độ béo và ngọt rất cao. Do vậy, nếu muốn giảm cân thì bạn nên hạn chế hoặc tránh xa món bánh này càng tốt. Cũng như người béo phì không ăn các loại bánh này để tránh tình trạng tăng cân làm tình trạng béo phì trở nên trầm trọng hơn. Người già và trẻ em. Bánh trung thu có chứa rất nhiều thành phần đạm, trong khi đó trẻ em có hệ tiêu hóa còn kém và chưa hoàn thiện. Nếu ăn bánh trung thu sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày, dẫn đến chứng khó tiêu, sẽ dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Ngay cả với những người già cũng tương tự. Vậy nên, người già và trẻ nhỏ cần chú ý không nên ăn quá nhiều bánh trung thu trong một ngày, có thể dẫn đến viêm tiểu cấp, đau bụng và các triệu chứng nghiêm trọng khác, thậm chí đe dọa tính mạng. Nên ăn bánh trung thu như thế nào? Theo chuyên gia, mỗi người chỉ nên ăn một miếng bằng 1/8 chiếc bánh. Sau bữa ăn là đủ. Khi ăn bánh trung thu nên bớt đi một bát cơm hoặc lượng thức ăn tương ứng. Chẳng hạn, nếu ăn 1/2 bánh dẻo hoặc bánh nướng thì trong ngày phải bớt đi khoảng một bát cơm, đồng thời tăng lượng rau xanh để tống chất béo ra ngoài và ngăn ngừa tăng đường huyết nhanh. Ăn xong cần súc miệng ngay để không sâu răng, đặc biệt là đối với bánh dẻo sẽ dính chặt vào răng, gây sâu răng nhiều hơn. Ăn bánh trung thu xong nên đi bộ thêm 30 phút để tiêu hao bớt năng lượng dư thừa. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Những điều phải nhớ khi ăn mì gói để không mang bệnh vào người. Mì gói là món ăn nhanh quen thuộc với mỗi gia đình. Tuy nhiên, ăn nhiều mì tôm cực kỳ hại cho sức khỏe. Mì ăn liền vốn là một món ăn thay thế ngũ cốc phổ biến, tiện dụng và kinh tế đối với nhiều gia đình. Gần đây, thông tin thường xuyên dùng món ăn này có nguy cơ mắc bệnh khiến nhiều người vô cùng hoang mang. Nếu bạn ăn mì tươi, sau thời gian này đã được tiêu hóa, nhưng với mì ăn liền vẫn còn nguyên sợi trong dạ dày, điều đó chứng tỏ món ăn thông dụng này rất nguy hiểm với cơ thể. Trong một thí nghiệm đặc biệt của tiến sĩ Pradenko, công tác tại Bệnh viện Cộng đồng Mỹ cho biết, việc tiêu thụ mì ăn liền trên 3 lần một tuần có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường và tim mạch. Nó còn được cho là một đối thủ khó xơi đối với hệ tiêu hóa, bởi sau nhiều giờ vào cơ thể, những sợi mì này không dễ gì phân hủy. Chuyện ăn mì gói không đơn giản chỉ có cho nước sôi, thêm gia vị vào là xong, mà còn phải làm theo những bước sau để đảm bảo tránh khỏi bệnh ung thư từ chất phụ gia trong mì. Nguy hại khi ăn mì gói. Mì gói thường được quảng cáo là chiên qua dầu
chứ không hề sử dụng chất bảo quản để bảo quản. Tuy nhiên, trong dầu lại có chất chống lên men thực phẩm. Loại chất có thể dẫn làm suy giảm chức năng sinh sản, gây bệnh gan và nhiễm sắc thể dị thường. Gói gia vị mì. Ăn nhiều sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến gan, làm cơ thể bị mất nước và tăng huyết áp bởi chúng chứa chất chống oxy hóa và hàm lượng cao muối natri. Chất liệu làm bát, cốc đựng mì. Nếu sử dụng 0,001mg chất polystyrene, một ngày có thể gây nguy hiểm cho cơ thể. Tuy nhiên, nhà sản xuất nhằm tránh tình trạng bị biến hình khi gặp nước nóng nên có thể đã sử dụng tới 0,015mg chất này. Vậy là cả nhà hiểu mình có khả năng tiêu thụ bao nhiêu là cơ men chất polystyrene rồi. Cách ăn mì không hại sức khỏe. Vứt bỏ gói gia vị. Bác sĩ Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, mì ăn liền vốn được chế biến theo phương pháp chiên, tích nhiều dầu mỡ gây dễ béo, dẫn đến các bệnh béo phì, tim mạch. Dù đã có những nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều thực phẩm này có nguy cơ suy dinh dưỡng cao. Trước những chất béo không tốt cho cơ thể này, bác sĩ Nguyễn Thị Lâm đưa ra lời khuyên ngoài việc phải vứt bỏ gói dầu gia vị thường có trong mì ăn liền. Thêm rau xanh. Việc bổ sung nhiều rau xanh vào món mì ăn liền sẽ làm giảm tối đa lượng chất béo thừa. Mỗi bát mì nên thêm khoảng 150g rau xanh như cải ngọt, súp lơ, cải xanh, giá đỗ. Việc thêm rau vào bữa ăn sẽ làm cho lượng lớn các chất béo được cuốn theo rau ra ngoài cơ thể. Từ đó sẽ hạn chế được thấp nhất những tác hại chính mà bát mì gây ra. Bác sĩ Lâm khuyên. Ngoài ra, để bữa ăn có thêm dinh dưỡng, mỗi bát mì nên bổ sung từ 25 đến 30g chất đạm như thịt bò, thịt lợn, hạt tôm. Tuyệt đối không ăn mì ướt. Việc chế biến mì ăn liền cũng được bác sĩ Lâm đặc biệt nhấn mạnh. Thay vì tiết kiệm thời gian bằng cách cho bát mì vào tô, đổ nước nóng, đậy nắp, đợi chín, bác sĩ Lâm khuyên nên đun sôi, đổ ra để ráo, tiếp tục nấu nước lần 2 và cho mì đã chín sơ vào chế biến. Bằng cách này, lượng chất béo và một số chất dinh dưỡng không tốt đã bị biến đổi trong bát mì sẽ giảm được phần nào. Đối với rau và thịt, cần nấu chín trước khi thêm vào mì. Nấu đúng cách. Cách nấu mì thông thường là đun nước sôi rồi cho vào mì và các gói gia vị vào. Sau đó đun thêm khoảng vài phút là đem ra ăn. Tuy nhiên, cách chế biến nêu trên là hoàn toàn sai và gây hại cho sức khỏe của bạn. Thành phần chính trong gia vị của mì ăn liền là bột ngọt. Do đó, khi đun sôi bột ngọt sẽ biến dạng cấu trúc phân tử thành chất không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, sau khi chiên, sợi mì ăn liền được phủ bởi một lớp dầu mà cơ thể phải mất từ 4 đến 5 ngày mới có thể tiêu hóa hết. Sau đây là cách nấu mì ăn liền đúng cách, tuy hơi mất thời gian hơn nhưng chúng ta cố gắng làm theo nhé. 1. Chần bát mì trong nước sôi. 2. Khi các cọng mì bắt đầu tách rời nhau, vớt mì ra và đổ bỏ nước, loại bỏ lớp dầu chiên bên ngoài sợi mì. 3. Nấu nồi nước sôi mới, bỏ mì vào trở lại nồi nước sôi, tắt lửa ngay sau đó để mì không bị nhão nát. 4. Sau khi tắt lửa, nước còn đang nóng, bỏ bột nêm vào trộn đều, hoặc lấy mì ra và trộn với gói gia vị nếu là loại mì ăn khô. Lưu ý, gói bột nêm trong mì thường hơi nhiều, để tạo cảm giác đậm đà ngon miệng, chúng ta nên chỉ dùng một nửa hoặc 2/3, không nên ăn quá mặn. 5. Để đảm bảo dinh dưỡng, nên chế biến riêng trứng, thịt, cá, tôm, rau xanh rồi thêm vào mì. Một vài tác hại khi ăn nhiều mì ăn liền. Thiếu dinh dưỡng. Mì ăn liền chỉ chứa năng lượng chủ yếu từ chất béo và tinh bột. Dùng nhiều mì ăn liền khiến bạn bị mất cân bằng dinh dưỡng và béo bụng do tiêu thụ nhiều tinh bột. Bệnh tim mạch. Bạn có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như cao huyết áp, xơ vữa động mạch, đột quỵ cao hơn bình thường. Nguyên nhân là do chất béo trên fat có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với những người cao tuổi hay người có tiền sử bệnh tim mạch. Hại thận. Mì ăn liền thường được ướp rất nhiều muối. Với lượng muối cao như vậy, khi ăn đương nhiên làm hại thận. Loãng xương. Trong mì ăn liền có chứa nhiều phốt phát giúp cải thiện mùi vị, tuy làm ngon miệng nhưng lại khiến chúng ta bị loãng xương, mất xương, răng cũng yếu dần đi. Ung thư.
Mì ăn liền với các thành phần phụ gia, màu thực phẩm, chất béo bão hòa, quá nhiều muối. Các nghiên cứu kết luận rằng mì ăn liền có khả năng gây ung thư nếu ăn nhiều trong thời gian dài. Không thể phủ nhận vai trò của mì ăn liền trong cuộc sống nhiều bận rộn như ngày nay. Tuy nhiên không thể xem đây là một món ăn hoàn hảo, có thể dùng mọi lúc mọi nơi. Vì nếu dùng thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe. Khi ăn mì, bạn hãy chịu khó dành thêm vài phút để nấu mì theo cách nêu trên nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Không phải sữa, đây mới là thực phẩm giàu canxi bậc nhất, chỉ 3 thìa bằng 1 cốc sữa. Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành nên tiêu thụ tối thiểu 1.000mg canxi trên ngày. Vậy chúng ta nên ăn gì để đạt được hàm lượng này tốt nhất mà không cần đến sữa? Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng sữa rất tốt cho sức khỏe. Với trẻ nhỏ, sữa giúp xương chắc khỏe và cao lớn hơn, vì đây là nguồn thực phẩm chứa nhiều canxi nhất. Nhưng thực tế cho thấy, sữa không thật sự được xem là siêu thực phẩm như mọi người vẫn ca ngợi. Bởi không giống như trẻ em, người lớn không được hưởng lợi nhiều từ sữa. Gần 40% người trưởng thành trên toàn thế giới có thể tiêu hóa sữa đúng cách và chỉ có 5% người dân châu Á dung nạp được sữa. Nguyên nhân là do sữa thường dành cho trẻ em chứ không dành cho người trưởng thành. Vì đường ruột của trẻ nhỏ sản xuất ra lactase giúp phân hủy sữa để được tiêu hóa đúng cách. Hơn nữa, lợi gan giúp sản xuất ra lactase lại ngừng làm việc khi trẻ lớn lên. Bắt đầu ở độ tuổi lên 5, cơ thể đã có dấu hiệu ngừng sản xuất lactase. Thông tin này đã khiến lượng tiêu thụ sữa trên toàn thế giới đã giảm đi rất nhiều trong những năm qua. Đơn giản như ở Anh, doanh số bán hàng sữa giảm 30% trong vòng 20 năm qua. Canxi không chỉ giúp chắc răng, khỏe xương mà còn rất quan trọng trong việc duy trì tế bào khỏe mạnh, điều tiết hormone. Thiếu canxi làm tăng nguy cơ loãng xương, móng tay móng chân bị yếu, rụng tóc hay thậm chí là động kinh. Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành nên tiêu thụ tối thiểu 1.000mg canxi trên ngày. Như vậy, nên ăn gì để đạt được lượng canxi này tốt nhất mà không cần đến sữa? Hiện nay có rất nhiều loại thực phẩm cung cấp canxi không thua kém gì sữa. Đó có thể là rau cải bó xôi, đậu phụ, cải xoăn, quả sung và tất nhiên không thể không kể đến hạt dưa. Các nghiên cứu phát hiện hạt dưa chứa hàm lượng canxi cao gấp 6 lần trong sữa. Chỉ cần khoảng 3 thìa cà phê hạt chia chứa 233mg canxi, liều lượng tương đương với hàm lượng canxi có trong một cốc sữa 299mg. Vì vậy hiện nay, hạt chia được xem là nguồn thay thế sữa dành cho người lớn và trẻ nhỏ, không dung nạp lactase trong sữa. Những lợi ích sức khỏe của hạt chia. Không những thế, báo cáo nghiên cứu của Hiệp hội Nông nghiệp Mỹ USDA cho thấy hạt chia giàu chất dinh dưỡng cần thiết cho con người. Còn nghiên cứu khoa học của trường Đại học California Mỹ cho thấy hạt chia mang tới nhiều công dụng tốt cho cơ thể chúng ta. 1. Ngăn ngừa lão hóa. Các nhà nghiên cứu từ Mexico gần đây phát hiện ra rằng hạt chia chứa rất nhiều hàm lượng chất chống oxy hóa, giúp hạn chế việc hình thành các tế bào gốc tự do lên đến 70%, để từ đó làm chậm quá trình lão hóa. 2. Cải thiện hệ tiêu hóa. Hạt chia chứa hàm lượng chất xơ cao gấp 1,6 lần so với lúa mạch, 2,3 lần so với lúa mì, 2,6 lần so với yến mạch và 9,8 lần so với gạo.
Như vậy, chỉ cần 2 thìa hạt chia, bạn đã nạp vào cơ thể 10 g chất xơ tương đương 1/3 lượng chất xơ cần thiết trong ngày. 3. Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Litera cho biết, hạt chia có khả năng điều hòa lượng insulin, có khả năng làm giảm nồng độ insulin trong máu, từ đó hỗ trợ làm giảm các triệu chứng tiểu đường vì chứa nhiều axit alpha. Vì chứa nhiều axit alpha, linolenic và chất xơ. 4. Giúp xây dựng cơ bắp và giảm cân. Hạt chia cũng chứa nhiều protein, vì thế đây là loại thực phẩm lý tưởng cho những ai đang muốn giảm cân hoặc xây dựng cơ bắp. Chúng cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, vì vậy sẽ giúp thay thế bất kỳ chất dinh dưỡng nào mà cơ thể mất đi trong quá trình tập luyện. 5. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Hạt chia cũng được chứng minh có thể chống viêm và điều hòa cholesterol, do đó rất tốt cho tim mạch. Cách sử dụng hạt chia: rắc lên ăn cùng sữa chua, hạt nước ép, sinh tố hoa quả. Nước uống hạt chia: dùng 1-2 thìa cà phê hạt chia ngâm vào nước lọc khoảng 10 phút, khuấy đều để tránh bón cục. Canh hạt chia: dùng 3-4 muỗng cà phê hạt chia cho vào nồi canh khi đang nấu hoặc hầm chung với các loại rau củ quả để có món ăn dinh dưỡng. Cho vào 1-2 muỗng hạt chia vào món rau tròn hoặc salad rau để tăng dinh dưỡng và tạo ra một khẩu vị mới. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Hoàn toàn không cần dùng đến xạ trị, ung thư giai đoạn cuối cũng được chữa khỏi hoàn toàn từ hai nguyên liệu trong vườn nhà này. Lá xả và đu đủ là hai loại lá thân thuộc với chúng ta, nhưng không phải ai cũng biết công dụng chữa trị ung thư của hai loại lá này kết hợp với nhau đâu nhé. Cùng đọc và tham khảo câu chuyện có thật về chữa trị ung thư giai đoạn cuối dưới đây nhé. Cách đây hơn 2 năm, anh em VHV, trường Võ Bị, Đà Lạt nhận được hai tin không vui về cựu giáo sư anh Phùng Văn Bộ và Việt Kiều Canada đang gặp phải. Sau xét nghiệm cuối cùng về y khoa ở bệnh viện ở Canada, anh đã nằm viện mấy tháng. Khối u gan trên 4 cm đã được sử dụng kỹ thuật cao chặn đứng sự di căn bằng cách cắt, cô lập các mạch máu nuôi u và đưa thuốc vào nội tạng gan để cô lập. Anh Bộ sinh năm 1933, nay đã trên 80 tuổi, không đủ sức chịu đựng nên mất sức nhanh, tóc rụng và đứng đi không nổi. Bệnh viện cũng cho anh hay với hiện trạng sức khỏe, anh khó vượt qua nổi 6 tháng. Trước năm 2009, anh Phùng Văn Bộ từng bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu. Bệnh viện đề nghị giải phẫu, anh không chịu cho mổ, cố chịu cảnh đái rất vì thấy mình cũng tuổi già, không nên đụng vào dao kéo làm gì. Vừa ung thư gan, vừa tiền liệt tuyến, cả hai đều là ung thư nguyên phát. Vừa được y khoa tiến triển của Tây y báo tử, do anh không đủ sức chịu nổi xạ trị và cắt ca dao kéo. Vốn là thầy thuốc châm cứu và hiểu rõ y lý đông phương, hơn nữa cũng sẵn tâm thượng đạo sinh tử lẽ thường, anh trở về Việt Nam, Vĩnh Long, thử chữa theo cách của mình. Dẫu sao, dù mình những ngày cuối đời ở quê nhà vẫn là hạnh phúc. Anh Phạm Kế Viêm, một giáo sư toán nổi tiếng, người suốt đời nghiên cứu tử vi và bạn VHV Đà Lạt với anh Bộ, gửi thư động viên anh giữa năm 2011. Cái rủi mất tiền đầu tư sai chỗ ở Việt Nam của anh biết đâu là của đi thay người, gắn cho anh một cái bệnh nan y này. Nếu anh qua được năm này, tôi tin anh sẽ còn thọ, sẽ tốt. Tất cả anh em VHV đều tin rằng anh Viêm chỉ an ủi, còn việc anh Bộ về quê với ung thư gan giai đoạn cuối, tóc rụng, chân rung, đi một bước có người dìu đỡ, đưa được thân xác tàn tạ về quê hương những ngày cuối đời đã là điều quý. Vậy mà hôm qua, ngày 2 tháng 4 năm 2013, hay tin anh Phùng Văn Bộ từ Vĩnh Long lên Sài Gòn để về Canada. Tôi và anh Diệp VHV đến thăm anh và tôi không thể tin ở mắt mình. Một ông già 80 tuổi chắc nịch, mắt sáng, dáng đi cứng cáp, bước lên xuống cầu thang gác đón tôi và anh Nguyễn Văn Diệp như là một trung niên hán tử.
Hai năm qua, anh đã chữa trị ung thư bằng cách nào mà mới ngày nào tôi gặp anh? Xin lỗi, tôi nghĩ anh không qua được 6 tháng. Tôi hỏi. Bệnh viện Canada, nó cho mình bản án báo tử. Mình về quê hương, còn nước còn tát. Mình chỉ kiên trì một thứ thuốc, đó là nước trà lá đu đủ với xả. Uống thay mọi thức uống. Chỉ có vậy, mình muốn nói với các bạn, lấy kinh nghiệm bản thân của mình mà nói cho mọi người. Giúp ai được thì mừng nấy các bạn ạ. Anh Bộ nhấn mạnh cách chữa trị ung thư của anh như sau. Ung thư gan, nội tạng, phổi đều sử dụng trà đu đủ và xả chữa trị được. Nhưng cũng tùy tạng người, có người chữa dứt, có người được giai đoạn đầu biến chuyển nhanh, nhưng sau đó chậm. Ung thư gan thì tôi thấy biến chuyển rõ rệt. Tôi dùng trà lá đu đủ và xả trong 2 năm, nay đi tái khám và xét nghiệm thì đã hoàn toàn hết sạch. Bướu trong gan cũng như hết xương tuyến tiền liệt. Tôi chỉ vẽ nhiều người ở dưới quê, kết quả rất tốt. Nhất là các bệnh ung thư gan, phổi, bào tử, siêu vi B, siêu vi C. Nó là loại trà giải độc, lọc máu số 1. Không bệnh uống ngừa bệnh cũng rất hay. Cách chế biến như sau. Lá đu đủ sắc tươi phơi khô, xả củ sắc mỏng phơi khô, cả hai thứ trộn lẫn. Nếu như nấu nước chè, bỏ vào nhai để nguội uống suốt ngày. Tỷ lệ khoảng 9 phần đu đủ và chỉ cần khoảng 1 phần 10 xả để làm mùi nước thơm, dễ uống và nó dẫn chất thuốc rất nhanh. Thời gian đầu khoảng 2 tuần, khi mới uống thì phân và tiểu thải ra có mùi hôi thối nồng nặc. Đó là chất độc đã được trục ra khỏi máu. Nhìn cách anh Phùng Văn Bộ trình bày, cách anh nói cười diễn đạt, tôi không tin vào mắt mình rằng đây là một người trước đây hơn 1 năm. Tôi bắt bàn tay lạnh giá của anh với ý nghĩ là lần vĩnh biệt. Cách đây mấy ngày, tôi vừa nhận được tin bạn tôi, Lê Thiệp ở Mỹ, cũng đang đi vào kiếp nạn ung thư giai đoạn cuối. Trong phát biểu trước thân hữu tại lễ kỷ niệm 10 năm tủ sách tiếng quê hương, bạn ấy cho biết thi sĩ Yên Thao nhờ uống trà lá đu đủ mà thoát tế bào ung thư. Thế thì món thuốc đơn giản này không phải là khám phá mới. Nhưng theo anh Phùng Văn Bộ, khó nhất và cần nhất là kiên trì. Kiên trì uống, đơn giản chỉ có vậy. Tôi mong bạn tôi Lê Thiệp, Nguyễn Khắc Nhượng cũng được như anh Phùng Văn Bộ, 81 tuổi, nói cười ha hả, khoe với tôi và anh Diệp. Tôi nói các bạn chia vui, khoảng ung thư thì nay đã qua khỏi rồi, mà khoảng sức sống thì nay mình đã hơn 80, mà lạ quá, mình cũng còn rạo rực lắm lắm mấy bạn ạ. À. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.